Thành viên chào anh ha. Chào vợ chồng thành viên. Dạ. Dạ, chào trên cộng đồng mạng anh chú bé cô gì. Một ngày tang thương. Dạ, cảm ơn anh. Hồi hộp anh. Rồi. Hồi dạ. Không sao đâu, ai cũng vậy thôi, nhưng mà chút xíu nó sẽ hết thôi. Rồi anh hôm nay đến từ đâu anh ạ? Anh đến từ Bình Thuận Phan Thiết. Từ Bình Thuận ha. Chặng đường cũng khá xa. Hôm nay anh đi mình hay là có ai đi cùng không? Đi có một mình, À, đi mình. Anh đi về đây lúc nào? đi hồi bữa chủ nhật tuần trước à, Ôi rồi nói thành viên ai giờ chỗ không vậy, dạ, rồi rồi anh ở lại Cần Thơ đây tuần luôn. rồi về về đó tự À, vô lại. về rồi lại đi lại. Ôi trời ơi, mất công thế nhỉ. Dạ, cho nên là thành viên có nói với mọi người rồi, trước khi đi là phải báo trước cho thành viên 1-2 ngày. Dạ. À, chứ nhiều khi thành viên có nhiều công việc bận ấy, thì thành ra đến là không Nói gặp chung được. là đi cũng đi chơi đó giờ không có đi đi cho biết À, luôn. đi công đôi việc luôn đúng không? Đi chơi rồi ghé luôn. Dạ. Rồi, ok anh. Với sự nghiêm túc của mình với chặng đường xa như vậy, thành viên chúc cho anh thật là nhiều may mắn thôi. Cảm ơn Dạ. bạn. Anh giới thiệu về bản thân cho thành viên nghe nào. Anh tên À, gì? tên là Nguyễn Nhỏ. Nguyễn Nhỏ. À, Dạ. Anh Nhỏ sinh năm sinh bao nhiêu? sinh năm 1969. À, 1969. Dạ, tình trạng hôn nhân của anh là như nào ạ? Rồi nói chung là hai vợ chồng gặp nhau, rồi nói chung cũng không có tiếng qua lại đó. Dạ. Rồi tình trạng rồi ly hôn là năm 2006. 2006. À, Dạ. Tới nay cũng gần 20 năm rồi nhỉ. tính ra mà cả ly thân là 20 năm. Anh Nhỏ đông con không? Là có bốn đứa. 4 người con. À, Dạ, bây giờ là chắc tư riêng hết rồi đúng có riêng hết rồi, có không? gia đình hết rồi, Bây giờ anh ở mình hay là sao? ở mình. Dạ, cũng buồn anh ha. Rồi công việc chính của anh Nhỏ là anh đang làm gì? Nói chung công việc chính là làm về bên cơ khí của nông nghiệp sản xuất, rồi nói chung là búa liềm hay tựa gì á, rồi sửa chữa máy cày máy chuốc công gì á là làm hoàn toàn hết, tất cả những người đó đều làm hết về bên nông nghiệp, Là anh làm tại nhà mình luôn. làm tại nhà. Dạ. Công việc đó nó có đều không anh? Công việc đó thì nó đều, nói chung là một ngày thu nhập thì cũng từ 700 cũng tới 1 triệu À, 1 ngày đó hả? á. Bị thuê lần là ba người thợ mà không thu nhập như đó thì không đủ trả. À, là có nghĩa là đó là tổng thu nhập nhưng mà mình chưa có chi trả lương cho mọi người đúng không? Là cái mình tính cái thu nhập một ngày. Dạ, ok anh. Tính ra thì anh Nhỏ biết đến kênh của Thành Nguyên là được bao lâu rồi? À, tính đây cũng có tháng tháng rưỡi à, nói chung là cũng không muốn nhưng mà thấy ở mình nó cô đơn quá, Là rồi mới biết được khoảng tháng rưỡi đây. con thì nó có vợ có chồng hết rồi, thì thấy mình ở không vậy thấy nó cũng buồn quá, với lại công việc của mình làm á là nó không có người phụ. Rồi, ok anh. Thì ngày hôm nay anh Nguyễn Nhỏ anh mong muốn tìm cái mảnh ghép của mình như nào? Cái đó là điều cái tìm cái mảnh ghép là nói chung là nó không quan trọng, chỉ người mà biết ăn ở sống với nhau đó, những điều biết chia sẻ với nhau là đủ rồi, còn bây giờ cái tình trạng đẹp xấu hay là coi như giàu nghèo không thành vấn đề, Giàu nghèo xấu không đẹp lại không đạt thành vấn đề, thành vấn đề, tuổi tác cũng không luôn. tuổi tác thì cũng chênh lệch, cái đó tùy duyên. Tùy duyên ha. Rồi vùng miền thì sao? Vùng miền thì sao anh? Cái đó là cũng không quan trọng, Không quan trọng luôn. là nói chung là có duyên thì mình gặp đâu là điều tốt đó. Rồi nếu như kết nối thành công thì anh tính hướng tương lai cho anh chị như nào? Cái đó thì để nói sao chứ mình cũng không biết sao, thí dụ như người phụ nữ mà họ thích là về ở gần quê họ đó, hoặc là mình thích ở bên đây gần mình thì cũng không được, cái đó là tùy hai người bạn tính, chỗ nào thuận tiện thì coi như là mình ở thôi. Điều kiện đâu tốt À, thì mình cứ tính thôi đúng không? này. Trong cuộc sống của anh thì mấy cái bộ môn như cờ bạc, rượu bia, cá độ này kia thì có tham Cái gia không? đó là nói chung á là về vấn đề đó
là trong cái pháp luật đó, gà như đó bón hoa rượu bia đồ á là không có dùng. Chỉ ngày tiệc ngày cưới đồ đó thì một hai ly chơi vậy thôi, hoặc giao thiệp cũng một hai ly chứ con không có dùng thứ đó. Không có say sưa bê bết, không có chuyện làm quá. Nói chung là có giao lưu nhưng mà cũng kiềm chế bản thân anh ha. Rồi điểm mạnh và điểm yếu của anh nhỏ là như nào, anh chia sẻ thêm cho em nghe nào. Là nói điểm mạnh á, cái điểm mạnh là coi như đó là không bài bạc, không quan tâm đến cái vụ đó, chỉ biết chăm sóc vợ con làm ăn thôi. Thì có nói chung điểm mạnh cũng như điểm yếu nó cũng phù hợp với nhau vậy thôi. Chứ bị tệ nạn xã hội là mình không có tham gia, không có dính líu gì hết. Rồi ok, Thành Nguyên thì cũng chỉ hỏi những cái ý chính như vậy thôi. Sau ngày hôm nay có cô nào đó mà thấy anh mà phù hợp á thì các cô cứ đến đây gặp Thành Nguyên, Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu. Còn nếu không nữa thì trên kênh Thành Nguyên có nhiều cô cũng rất là dễ thương. Anh thấy ai đó phù hợp thì mình có thể xin số nhé anh nhé. Trong quá trình mình tìm hiểu thì mình cố gắng tìm hiểu kỹ. Bởi vì trên kênh thì Thành Nguyên cũng không biết ai là người như nào đâu. Chứ có nhiều người đi lên đây á, thật sự ra thì cũng thật lòng cũng rất là nhiều, nhưng mà có những người cũng không. Nhưng mà để mà mười mấy 20 phút để mà Thành Nguyên nắm bắt hết thì chắc chắn là không thể nào rồi, đúng không ạ? Nên cố gắng tìm hiểu kỹ, và đặc biệt là về mấy cái vấn đề tiền bạc này kia là cố gắng mình không có liên quan anh ha. Để cho cái chuyện tình cảm nó bền vững thì tốt nhất là mình không không có tính đến cái phần đó. Rồi, không biết là cuối chương trình thì anh Nguyễn Nhỏ có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho... Thì chào Thành Nguyên và cô bé, anh chị em trên cộng đồng mạng. Nếu ai mà có đồng cảnh mà như tôi thì mình cứ liên hệ với nhau để tìm số rồi quan hệ thôi. Chứ bây giờ thì cũng là bây giờ mình cũng chọn là chọn cũng không được. Rồi ok anh. Cuối chương trình Thành Nguyên cũng chúc cho anh Nguyễn Nhỏ thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm cho anh. Chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an anh ha. Đây cuối chương trình cũng chúc cho hai vợ chồng Thành Nguyên được vạn sự bình an, sống mạnh khỏe là điều tốt rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Thành Nguyên chào anh ha.